mỗi dự án phải thực hiện khoảng 130 công đoạn từ khâu phê duyệt dự toán đến khi thi công. Đó là khó khăn lớn nhất được đại diện Ban 85, một trong hai đơn vị làm chủ đầu tư dự án nâng cấp tuyến đường sắt Bắc Nam chia sẻ. Khối lượng trải dài trên gần 1.000 km, không tập trung triển khai thi công là rất là khó khăn. Chúng tôi sẽ phải lập những cái việc như báo cáo đánh giá tác động môi trường qua Bộ Tài nguyên thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đại diện chủ đầu tư còn lại là Ban Quản lý dự án đường sắt thì cho biết điều kiện thi công là thách thức lớn với các nhà thầu. Bởi đường sắt là tuyến độc đạo nên vừa làm vừa phải đảm bảo chạy tàu. Vì thế, mỗi ngày có đến vài chục lần đang thi công lại phải hoàn trả hiện trạng để tàu chạy thông suốt. Vừa chạy tàu vừa thi công cho nên là cái việc khó khăn nhất là cái thời gian phong tỏa để cho các cái đơn vị thi công thực hiện nhiệm vụ trên tuyến. Đặc biệt là các cái dịp lễ Tết thì thời gian phong tỏa là yêu cầu về thời gian chạy tàu rất là cao và thời gian thi công nó ít thì lúc đấy là cái thời gian thi công là nó không được nhiều. Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết, thông thường với khoảng 130 công đoạn theo đúng trình tự sẽ mất ít nhất 3 năm để hoàn thành. Tuy nhiên, thực tế hiện nay chỉ còn chưa tới một nửa thời gian. Vì vậy, Bộ phải tính đến phương án xin kéo dài thời gian sử dụng vốn sang kỳ trung hạn tiếp theo. Chúng tôi đã yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng dự án, các cái mốc thời điểm cụ thể để làm cơ sở để các đơn vị kiểm điểm hàng tháng để là đôn đốc triển khai. Và dự kiến là các dự án đường sắt sẽ phấn đấu hoàn thành vào tháng 6 2021. Việc được phê duyệt cấp vốn là không hề dễ dàng trong điều kiện ngân sách khó khăn như hiện nay. Tuy nhiên, có vốn nhưng làm sao để sử dụng đúng thời hạn còn là thách thức lớn hơn đối với 14 dự án giao thông đường sắt và đường bộ vừa được bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.